Xin chào các em học sinh khối 1 thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập của tuần 4 nha. Bài tập của tuần 4 của chúng ta đó là bài tập thuộc chủ đề 1 Thế giới mỹ thuật và bài số 4 Góc mỹ thuật của em. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng xem góc mỹ thuật của em hôm nay mình sẽ thực hiện bài tập gì nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập ở trang số 11 nha. Bài tập trang số 11 yêu cầu là hãy xem hình mẫu và thực hiện trang trí cây kem của mình. Rồi, bây giờ cô sẽ dùng nét gợn sóng để vẽ lên phần nhiễu sô-cô-la của cây kem. Tiếp theo cô sẽ dùng những cái hình ngẫu nhiên để trang trí phần mứt trên sô-cô-la của mình. Sau đó cô sẽ trang trí một mẫu lá ngẫu nhiên ở dưới gốc cây kem. Bây giờ cô sẽ bắt đầu tô màu. Tôi chọn màu nâu để tô phần sô-cô-la của mình. Rồi, bây giờ cô sẽ chọn màu bất kỳ theo ý thích để tô cái phần mứt trên sô-cô-la của mình. Rồi bây giờ cô sẽ chọn màu da để tô phần kem nha.
cùng thì cô sẽ sử dụng màu xanh lá cây để tô phần lá trang trí dưới gốc. Rồi, que kem của cô đã được trang trí xong rồi nè. Chúc các bạn trang trí được một que kem thật là sáng tạo và nhìn thật là ngon lành nha.